thế giới Cực Lạc mỗi ngày nghe pháp. Đại khai chúng ta mấy kiếp cũng không học được. Vì sao vậy? Họ có thể phân thân, họ có thể thấy vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Muốn đi là đi, không có chút chướng ngại nào. Họ có thể phân vô lượng vô biên thân. Mười phương ba đời có bao nhiêu chư Phật Như Lai, họ liền phân bấy nhiêu thân. Cùng một thời gian đều đến trước mặt chư Phật cúng dường tu phước. Nếu chúng ta có thể gặp được một vị Phật cúng dường tu phước thì phước báo đã rất lớn rồi. Họ mỗi ngày có thể cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Quý vị nói phước báo đó lớn bao nhiêu? Đừng nói nhiều, chỉ nghe Phật nói một pháp một câu, vô lượng vô biên chư Phật mỗi vị nói cho họ nghe một câu, vậy là họ nghe được vô lượng vô biên câu pháp. Chúng ta năm này qua năm khác cũng không có cách nào, tu suốt đời cũng không bằng họ tu một ngày. Chúng ta không thể không biết đạo lý này.